Nhận định Quảng Nam với Thanh Hóa, 17 giờ ngày 3 tháng 8, vòng 19 V-League 2019. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Quảng Nam đang có những nỗ lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Sau những chiến thắng quả cảm trước Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn hồi đầu tháng 7, các cầu thủ chủ nhà đang có dấu hiệu chững lại, khi 3 vòng đấu gần nhất không biết đến mùi thắng lợi, trong đó có một thất bại và 2 trận gần đây bị các đối thủ cầm hòa. Chính điều này khiến Quảng Nam hiện tại vẫn đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng với 19 điểm, nhưng khoảng cách so với nhóm an toàn chỉ là 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc cựu vương của V-League vẫn đang sáng cửa trụ hạng, bởi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới hạ màn. Điều quan trọng đối với Quảng Nam lúc này là sớm lấy lại mạch trận chiến thắng, cơ hội đến với đội chủ sân Tam Kỳ. Khi vòng đấu này họ được chơi trên sân nhà và tiếp đón một Thanh Hóa đang có dấu hiệu rơi tự do. Đội bóng xứ Thanh sau mạch 11 trận liên tiếp không thua đang trải qua những ngày tháng khó khăn như giai đoạn đầu mùa, bởi 3 vòng gần nhất họ không biết đến mùi chiến thắng, trong đó nhận tới 2 thất bại. Với 25 điểm đang có, Thanh Hóa hiện tại đã rơi xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng và không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, khi đã kém đội đầu bảng tới 10 điểm. Thậm chí, họ cũng chỉ hơn Quảng Nam khoảng cách 6 điểm, và nếu thua trận chiều nay, số điểm sẽ được rút xuống còn 3 và sẽ có nhiều chuyện để nói. Thực tế này là rất rõ ràng, bởi Thanh Hóa hiện tại đang chơi quá tệ trên sân khách với việc chỉ thắng 1 trận từ đầu mùa, còn lại là 4 thất bại và 3 trận hòa. Mới nhất, họ thua tan nát Nam Định với tỷ số 2-4, và nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại, không bất ngờ nếu Thanh Hóa hụt ngã tại Tam Kỳ, nơi mà đội bóng này không thắng 4 chuyến viếng thăm, gần nhất 2 thua, 2 hòa. Dự đoán tỷ số 2-1 cho Quảng Nam.